浪奔浪流，住嘴！万里看个女的，多老大，为什么不用这样来竞争就住人？人家来追条来了，就硬来个哭倒的人。浪奔，啊得得啦，浪奔，浪流，一下啦，浪流，记住了。激到人家老手咁紧，哈，紧应佢，佢颈度打嚟，佢肺。等等就够，落楼社运嘛，结合啲第一演屌头，就系合对。阿姑娘啊，姑娘có sao không đó hả？Tại sao lại cứu ta？ Ai, vì ta rất ghét thấy cái cảnh mà đàn ông hất hà huyết phụ nữ, còn cái bất hiếu cha mẹ thì sinh con ra thì bỏ rơi bỏ rứt, có người thì giết trâu giết chó, giết cả chó luôn. Có thấy ta tàn ác quá không chứ hả? Có tàn ác quá không chứ hả? Huynh có bị điên không hả? Người ta nói một câu rồi Huynh trả lời một nẻo. Huynh có biết Huynh nói như vậy xã hội người ta sẽ nói Huynh ra sao không? Nói ra sao hả? Ta xin lỗi. Nói lại đi, nói lại cho đàng hoàng đi. Tiểu thư à, tiểu thư có sao không đó hả? Tại sao lại cứu ta? Ta đã nói rồi, ta rất ghét những cái thấy cái cảnh mà đàn ông hà hiếp phụ nữ, con cái bất hiếu cha mẹ sinh con cái ra rồi bỏ rơi bỏ rứt, con người thì giết trâu giết chó, có thấy tàn ác quá không hả? Có tàn ác quá không hả? Sư huynh à, hai người nhây quá cỡ đỡ không được. Một người thì có một câu hỏi hoài, một người có một câu trả lời hoài. Tiểu thư à, làm ơn hỏi câu khác cho khán giả có cái gì để coi đi hả? Người tên gì? Anh ta tên là bọn lọt banh lọt lầu. Ta tên Văn Cường. Thầy ta tên Trình Trình. Còn để tên là Đinh Lực. Đinh là của chữ Đinh, thể hiện cho sự mạnh mẽ. Còn Lực là lực bất đồng tâm, cho nên không làm được gì hết. Còn để là lưu minh, minh của sự thông minh. Còn lưu là lưu bang, có nghĩa là học giỏi mà vẫn ở lại lớp đó mà. Đa tạ ơn cứu mạng, làm ơn nhận hai thằng đệ đi theo để kiếm cơm sống qua ngày đi đó hả? Thôi được rồi, hai đệ hãy đứng lên trước đi đó hả? Cảm ơn. Ta không dám nhận hai đệ đâu. Ở cái đất này bây giờ làm ăn rất là khó khăn. Bởi vì vậy, công ty mỹ phẩm Hoa Màu mới vừa cho ra đời một sản phẩm, đó chính là keo dán chuột. Keo dán chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, cha có thể tái sử dụng nhiều lần. Lực à, có thể mua giúp cho mình một miếng được không đó hả? Để không đỡ nổi Huynh. Mình à, ở nhà có chuột không? Mua giúp cho mình một miếng đi. Để còn không có nhà để ở, làm có chuột chứ hả? Rồi, cúi hẻo anh luôn. Cái gì vậy? Huynh xuất hiện ở đây là để gặp một cô gái tên là Trình Trình, không phải để bán keo diệt chuột đâu. Có thiệt gì không? Và hai người sẽ kết đôi với nhau đó. Như vậy à? Phải rồi. Như vậy sao không chịu nói sớm? Cô đi mất tiêu rồi, lấy đâu mà cua? Trình Trình à, quay lại cho đúng kịch bản đi. Em hỡi, em là ánh sáng soi soi trong tim anh. Văn Cường, mũi nghe người ta đồn Huynh bán keo dán chuột đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy mũi có một món đồ muốn tặng cho Huynh. Cái gì đó hả? Là hai con chuột. Hai con chuột này sẽ chứng nhân cho tình yêu của chúng ta. Nó sẽ dán chặt giống như là con chuột dính trong keo dính chuột đó hả? Thiệt là hạnh phúc quá đi. Cường Cường, cá Trình, Trình Trình. Như vậy là chuyện tình Văn Cường và Trình Trình đã bắt đầu. Và nghe nói họ yêu nhau được một thời gian rất lâu, 9 tháng 10 ngày. Thế nhưng chuyện đời không ai có thể biết trước được. Một thời gian sau họ lại phải ly tán. Cái khúc này là tập 15 ở trong phim. Trình Trình à, anh muốn rời khỏi bến Thượng Hải. Anh vừa nói cái gì? Tại sao anh lại đi? Tại vì ba của em
buôn bán ma túy. Triệt hết đường sống của anh em tụi anh. Ba của em bán ma túy đâu có liên quan gì tới anh. Đại tiểu thư không chịu suy nghĩ cho kỹ thôi. Đại ca bán keo dính chuột, còn ba của tiểu thư bán ma túy. Tí là chuột đó. Giành đất làm ăn của người ta, làm sao người ta chịu được triệt đường sống của người ta luôn rồi. Đã như vậy còn không cho anh Cường mở địa lý bán keo dính chuột, chẳng lẽ bắt anh ấy bán dạo hoài sao? Cường Cường, Trình Trình, muội xin lỗi. Hai chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi. Trình Trình, muội sẽ ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hồng Kông. Trình Trình, Cường Cường, Lật Lật, Mình Mình, chúng ta bỏ trốn đi. Đi rồi. Bao dây hết chỗ này cho tao. Chết rồi, người ta tới bắt cóc mùi đó. Hả? Chết rồi, làm sao đây? Làm sao đây? Làm gì làm? Mình phải bảo vệ cho đệ đó. Bảo vệ cho đệ nữa. Hai đệ phải bảo vệ cho ta đó. Rồi ai bảo vệ cho ta? Người ta tới bắt cóc ta mà. Chết rồi. Chết rồi. Mày biết ở đây đã có Đăng Cường rồi, đừng nào biết từ tao. Đi đi, có nghe không hả? Chà, bác trai à, bác trai à, con lỡ lời, con không biết là bác trai tới đây đâu đó hả? Là muốn chết hả? Chà, hãy tha cho bọn họ đi, lúc nãy bọn họ cứu con đó. Tha cho tụi bay một lần đó. Cảm ơn bác trai. Đăng Cường, tại sao mày lại dám phản bội tao, lại còn dắt con gái tao bỏ đi trốn hả? Không, cái này là con tự nguyện mà. Ông truy hết đường sống của anh em chúng tôi, như vậy thì chúng tôi đâu có còn đường để sống nữa hả? Mày muốn bỏ đi à? Muốn bỏ đi thì hơi khó à. Trình Trình, cha trở về đây với cha. Cha, nhanh lên. Trình Trình, Trình Trình, muội xin lỗi. Cường Cường, Trình Trình, Cường Cường, Trình Trình, Cường Cường, Trình Trình, muốn rời khỏi đây thì hãy bước qua xác của Sơn Khẩu. Sơn Khẩu à? Ta là Sơn Khẩu, anh trai của Sơn Tùng ATM, và là con của nữ thần mặt trời, và là một võ sĩ đạo chân chính. Dạ, dạ. Hoàng đã. Tự nhiên mới ra giới thiệu Sơn Tùng đã tự sát là sao cha? Quên. Cái gì vậy? Đứng lên hết đi. Đăng Cường, người ngon lắm. Người định bỏ trốn, trong khi đó người đã đập thằng em ta tan nát như vậy, người thấy không? Đâu có, em bị tai nạn giao thông mà. Cái thằng khôn nhà giải chợ, mày đã hại em tao. Tao sẽ trả thù cho em tao. Đúng rồi. Này, vậy là tụi mày không coi tụi tao ra gì rồi. Phải rồi. Mày có ngon hả? Hôm nay tao cho mày đổ máu tại đây. Anh Cường lên đi. Mày thiệt là hẹp. Lúc nào chỉ biết nói tới đại ca. Đại ca, nó đã nhờ rồi thì đánh đi. Đúng rồi. Được. Tụi bay. Quất. Đi. Hay quá, một mình đại ca có thể đánh được hết bọn đó, thiệt là hay quá. Đại ca, người giỏi lắm, người dám tiêu diệt hết đàn em của ta. Tụi bay vào vị trí. Ta là Sơn Khẩu, anh trai của Sơn Tùng ACNM, là con của nữ thần mặt trời, và là một võ sĩ đạo chân chính. Rồi, dạ. Ta tính nói là ta tha cho các ngươi mà. C
sao không nói sớm? Có lẽ chúng ta hơi vội. Tụi bay rốt cái nhóm này, cái nhóm gì đâu đó. Đại ca, một mình đại ca có thể tiêu diệt được hết như vậy, chúng ta không cần phải trốn nữa rồi. Lên 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 Đình Lực, mày dám bắn tao à? Đình Lực, ông dám bắn bà em của tôi à? Cha, Quỳnh dám bắn cha muội. Cường Cường, Đình Trinh, muội không có ý đâu mà Cường Cường. Đình Trinh, Cường Cường, Cường Cường, tại cái chân, tại cái chân. Mày chết đi. Hả? Quên là mùi hết hồn. Thiệt là ghê quá đi. Thiệt là ghê quá đi. Trần trần. Ta đã tàn sát, ta không biết sống nữa. Tại sao lại bắn ta? Con đường mới yêu cầu, còn ý kiến gì nữa? Tự nhiên à, đang đứng nói chuyện, ai bắn chỉ thiên làm hết hồn té xỉu. Bây giờ đứng dậy thấy chết hết trơn. Cái gì kỳ vậy? Bây giờ chỉ còn có một mình ta hay sao? Còn ai sống nữa hay không hả? Chia sẻ với ta, ta rốt rồi. Thấy Quỳnh à, hãy chia sẻ với ta.